Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em học bài học có tựa đề Mùa đông ở vùng cao. Các em hãy mở quyển sách tiếng Việt lớp 2 tập 2 ra. Trang số 37, cô sẽ hướng dẫn cho các em đọc bài và làm bài ngày hôm nay. Bài học Mùa đông ở vùng cao. Đầu tiên, các em sẽ nói với bạn về những cái hình ảnh em thấy trong cái bức tranh. Các em hãy quan sát bức tranh cho thật kỹ để chúng ta nói cho đúng. Những hình ảnh em thấy trong bức tranh là: thứ nhất, đó là đồi hoa tam giác mạch vào cái mùa đông. Và đây là những cái người phụ nữ đang đeo cái gùi trên cái vai, và đây là các người đàn ông đang đứng trên cái đồi hoa. Bây giờ cô sẽ chuyển sang phần đọc. Chúng ta sẽ đọc bài Mùa đông ở vùng cao. Ở vùng núi bao giờ mùa đông cũng đến sớm, khi những chiếc lá đào, lá mận đầu tiên rụng xuống thì dòng suối bắt đầu cạn nước. Gió từ trong khe núi ùa ra, mang theo hơi lạnh của núi đá. Thân cây ngải đắng bắt đầu khô lại, rễ cây bám chặt lấy lớp đất chai cứng và ngã sang màu nâu đen vì sương muối. Nhiều ngày, nhiều tuần, có khi cả tháng không có nắng, ngoài nương chỉ còn trồng tam giác mạch. Đợi cây ngô thu hoạch xong, trời bắt đầu rét, thì gieo tam giác mạch, cỏ không mọc nổi, nhưng tam giác mạch thì nảy mầm lên xanh mướt. Hạt tam giác mạch ăn không ngon như hạt ngô, hạt lúa, nhưng hoa tam giác mạch thì đẹp. Trời càng rét thì sắc biếc, sắc hồng càng rực rỡ. Cả dãy núi nương này nói với nương nhà kia cứ bừng lên một màu tan sắc mạch ngập trời. Đỗ Bích Thúy. Cô sẽ hướng dẫn cho các em cách đọc bài. Chúng ta lưu ý khi đọc bài có dấu phẩy hay dấu chấm, các em dừng lại, ngừng lại để cho bài đọc chúng ta hay và diễn đạt hay thêm nữa. Và cô sẽ hướng dẫn cho các em những từ khó trong bài. Đó là tiếng sương muối. Sương muối có nghĩa là hơi nước đóng băng thành các hạt nhỏ và trắng như muối. Tam giác mạch là một loại cây lương thực được trồng ở miền núi. Sau khi đọc bài xong rồi, cô sẽ chuyển sang phần trả lời câu hỏi. Bài học chúng ta có 4 câu hỏi. Và câu hỏi đầu tiên, bài đọc nói về cái mùa nào và ở đâu? Sau khi các em đọc bài xong rồi, các em hãy cho cô biết bài đọc nói về mùa nào. Bài đọc nói về mùa đông ở vùng cao. Bài đọc nói về mùa đông. Ở vùng cao. Chấm. Câu số 2. Các sự vật ở cái đoạn số 2 đó thay đổi như thế nào khi mùa đông đến? Chúng ta sẽ trả lời là các cái sự vật ở đoạn 2 thay đổi. 2 chấm. Các em xem cái đoạn 2 nè. Có một cái sự thay đổi rất là rõ rệt. Đó là chiếc lá đào, lá mận rơi rụng, đầu tiên rụng xuống thì dòng suối cạn nước ha các em. Rồi, từ đó thì gió
trong khe núi ùa ra, mang theo cái hơi lạnh của núi đá. Rồi cái thân cây ngải á, thì bắt đầu khô và rễ cây bám chặt lấy cái lớp đất chai cứng. Rồi nó ngã sang màu nâu đen vì sương muối. Đây là câu trả lời số 2. Tiếp theo câu số 3. Câu số 3, cỏ không mọc. Câu văn cỏ không mọc nổi, nhưng tam giác mạch thì nảy mầm xanh mướt, nói lên điều gì? Nói lên điều gì các em? Nói lên tam giác mạch có cái sức sống thật là mạnh mẽ. Đây là câu trả lời. Câu số 4, cây tam giác mạch có cái gì đẹp? Thứ nhất á, là cô thấy nè, tam giác mạch thì đẹp ở cái chỗ là nó nảy mầm xanh mướt nè, đúng không nè? Rồi hoa tam giác mạch thì rất là đẹp. Hoa tam giác mạch thì lại đẹp nữa nè. Rồi cả dãy núi bừng lên màu tam giác mạch ngập trời. Cả dãy núi nương bừng lên. Cả dãy núi bừng lên một màu tam giác mạch ngập trời. Hay là cả dãy núi nương nhà này nói với nhà kia, cứ bừng lên một màu tam giác mạch ngập trời. Đây là câu trả lời số 4. Cô chuyển xuống phần tiếp theo, đó là phần nghe và viết. Các em sẽ được nghe và viết cái bài mưa cuối cùng. Các em sẽ được viết trực tiếp trên lớp. Sau đó cô chuyển xuống câu B. Các em sẽ chọn chữ G hoặc là chữ Z cho phù hợp. Đồng ruộng, vườn tược và cây cỏ như biết giữ lại hạt phù sa. Như là ở đây là chữ Z. Ở quanh mình nước lại trong dần. Ngồi trong nhà ta thấy cả những đàn cá rồng rồng, từng đàn theo cá mẹ xuôi theo dòng nước vào tận đồng sâu. Nguyễn Quang Sáng. Ta chuyển xuống câu C, các em sẽ chọn cái tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với mỗi cái bông hoa. Như là mát dịu, kỳ diệu, chim líu điếu, hót líu lo. Tiếp theo, dài ngoằng, nhanh ngoằn ngoèo, nhanh thoăn thoắt, nói liếm thoắng, Câu số 3, các em tìm trong hai cái khổ thơ sau những cái từ ngữ chỉ mùa và từ ngữ chỉ hoa quả và màu sắc. Từ ngữ chỉ mùa như là mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Mùa xuân nè, rồi mùa hè nè,
cuối cùng là mùa thu nè. Đó là từ ngữ chỉ mùa. Còn từ ngữ chỉ hoa quả và màu sắc. Cô ví dụ như là hoa bắp nè, rồi màu trắng nè, rồi hoa bầu nè, hoa mơ nè, đỏ rực nè, hoa phượng nè. Tiếp theo nữa là hoa vông nè, rồi vàng nè, cam nè, quýt nè, chúng ta sẽ chuyển xuống câu số 4. Các em sẽ thực hiện các yêu cầu ở dưới đây. Đầu tiên các em sẽ đặt câu hỏi cho cái từ ngữ in đậm. A. Đặt câu hỏi cho từ ngữ in đậm. Mùa xuân hoa mơ nở trắng như tuyết. Các em sẽ đặt câu hỏi cho từ mùa xuân như vậy. Khi nào hoa mơ nở trắng như tuyết? Khi nào hoa mơ nở trắng như tuyết? Chấm hỏi. Hoa phượng đỏ rực khi mùa hè đến. Hoa phượng đỏ rực khi nào? Hoa phượng đỏ rực khi nào? Tiếp theo, mùa thu cam quýt chín vàng. Lúc nào cam quýt chín vàng? Tiếp theo, cúc họa mi nở rộ khi mùa đông sắp về. Cúc họa mi nở rộ khi nào? Chấm hỏi. Câu B. Các em sẽ chọn từ ngữ ở thẻ màu xanh phù hợp với thẻ màu hồng. Cô ví dụ bầu trời, chúng ta sẽ ghép ngày thêm xanh. Trời. Rồi vườn cây ra hoa. Tiếp theo, hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Tiếp theo nữa, nắng vàng ngày càng rực rỡ. Rồi, vườn cây đâm chồi nảy lộc. Các em xem lại bài một lần nữa. Câu C, các em sẽ sắp xếp cái câu vừa ghép ở cái bài tập. Ở bài tập B đó, đó thành một cái đoạn văn. Cô ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp này nha. Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Bầu trời ngày thêm xanh. Bầu trời ngày thêm xanh, nắng vàng ngày càng rực rỡ, vườn cây đâm chồi nảy lộc, rồi vườn cây ra hoa. Đó là câu C. T.
Ta sẽ chuyển sang câu số 5, các em sẽ nghe kể chuyện và kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh. Chúng ta sẽ nghe kể chuyện Sự tích mùa xuân và bộ lông trắng của thỏ. Câu chuyện có 4 bức tranh. Bây giờ cô sẽ kể cho các em nghe câu chuyện. Chúng ta bắt đầu lắng nghe nha. Ngày xưa trên trái đất chỉ có 3 mùa: mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Người ta bảo rằng mùa xuân chỉ đến khi có một chiếc cầu vồng nhiều màu sắc và có muôn hoa chào đón. Cầu vồng chỉ có trong mùa hạ, khi ông mặt trời xuất hiện sau cơn mưa rào, còn hoa thì nở quanh năm, lại có khắp nơi, nên trái đất không thể hẹn nhau cùng nở một lúc được. Vì thế, sau mùa đông giá buốt là đến mùa hạ nóng bức, thời tiết thay đổi đột ngột khiến cho muôn loài hết sức khổ sở. Ai cũng mong gặp được mùa xuân ấm áp. Thế rồi có một chú thỏ sống trong một khu rừng xanh với mẹ. Mỗi lúc chuyển mùa, mẹ của thỏ lại bị ốm nặng. Vì thương mẹ quá, thỏ liền bàn với bác khỉ già thông thái: chúng ta hãy cùng nhau làm một chiếc cầu vồng thật đẹp để đón mùa xuân. Nhưng bằng cách nào? Bác khỉ già hỏi lại. Cháu sẽ rủ muôn thú, chúng ta sẽ góp những cái chiếc lông đẹp nhất để làm chiếc cầu vồng nhiều màu sắc. Tình lan truyền khắp nơi, muôn thú trong rừng đều muốn gặp mùa xuân dịu hiền nên vui vẻ góp. Nào là màu xám của chú gấu, nào là màu vàng của hươu sao, nào là màu nâu của sóc, rồi chim công, chim vẹt, chim vành khuyên cũng góp những chiếc lông màu sắc của mình. Bầy cá cũng cử cá chép mang đến một túi vây lấp lánh sắc màu. Chim sâu khéo tay bắt đầu kết những mảng màu để làm chiếc cầu vồng. Trong khi đó, thỏ tạm biệt các muôn thú để lên đường tìm các loài hoa. Thỏ đi mãi, vượt thác lên ngàn, băng qua hết khu rừng này đến khu rừng khác để gặp từng loài hoa. Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của thỏ dành cho mẹ, các loài hoa đều đồng ý tích tụ dưỡng chất để chờ chỉ gió báo tin là đồng loạt nở hoa. Thế rồi vào một buổi sáng cuối mùa đông, chim sâu đã dệt xong những mảng màu cuối cùng. Chiếc cầu vồng xuất hiện làm muôn loài trên mặt đất xôn xao, chỉ gió nhanh chóng báo tin cho các loài hoa. Như đã hẹn, những nụ hoa lần lượt trồi lên, nở muôn màu rực rỡ, cả mặt đất lộng lẫy sắc màu. Nàng mùa xuân xinh đẹp đã đến với trái đất. Thế rồi từ đó trên trái đất có đủ 4 mùa: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Nếu các em chú ý thì sẽ thấy khác, các loài hoa đều màu sắc rực rỡ như làn gió xuân nhẹ nhẹ thổi tới. Còn riêng chú thỏ đáng yêu thì được nàng mùa xuân tặng cho một chiếc áo trắng tinh, mềm mại vì tấm lòng hiếu thảo và biết đoàn kết các bạn, các loài hoa để cùng nhau đón mùa xuân về. Câu chuyện của cô đến đây đã kết thúc rồi. Bây giờ cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Câu số 6, các em sẽ học phần luyện tập thuật cái việc được chứng kiến tiếp theo. A. Các em sẽ nói 4 đến 5 câu về việc làm tốt của một người bạn dựa vào cái gợi ý. Bạn em đã làm việc đó khi nào, ở đâu? Bạn ấy đã thực hiện việc đó như thế nào? Và em nghĩ gì về việc làm tốt của bạn? Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu làm. Câu đầu tiên, bạn em đã làm việc đó khi nào, ở đâu? Thì bạn em đã làm việc tốt trên đường đi học về. Bạn ấy đã giúp đỡ một bà cụ và xách cái đồ của bà cụ qua đường. Việc làm tốt của bạn ấy được thể hiện từ cái sự tốt bụng của bạn và mong mọi người xung quanh thêm yêu quý bạn hơn.
Các em sẽ viết 4-5 câu về nội dung các em vừa nói. Bây giờ cô sẽ chuyển phần tiếp theo. Đó là các em sẽ đọc một bài văn về bốn mùa. Các em có thể đọc cái bài Mùa xuân trong em. Và phần cuối cùng sẽ là phần chia sẻ điều em biết về cái mùa trong năm. Các em biết được mùa nào thì chúng ta sẽ chia sẻ với bạn. Đó là mùa hè chẳng hạn. Mùa hè thì ấn tượng nhất với các em vì nó có cái thời tiết nóng nè, oi ả suốt ngày. Từ khi cái mặt trời ló lên đến lặn thì không ngừng những cái tia nắng rất là mệt mỏi. Rồi nhưng đổi lại thì mùa hè có rất là nhiều hoa quả tươi mát làm dịu cái cơn nắng nóng. Đặc biệt mùa hè là kỳ nghỉ hè của chúng em càng đến gần chúng ta hơn. Bài học của cô ngày hôm nay đã kết thúc. Các em nhớ ấn nút đăng ký kênh và cái chuông bên góc tay phải để nhận được những cái bài học mới nhất từ cô.